Xin chào các anh em và các bạn đã đến với kênh tên là 172. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các anh em làm một cái hệ thống cho cá ăn tự động các bạn. Một cái hệ thống cá ăn tự động này rất là đơn giản, rẻ tiền, rồi mang lại cái hiệu quả rất tốt cho cao rất là cho anh em. Sử dụng thì mình đã sử dụng cái bộ cho cá ăn tự động này đó là cũng đã 2 năm rồi. Thì hôm nay có dịp là để mình chia sẻ cái clip này đến các anh em nào chưa biết, có thể là tận dụng cái mình hiện có, hoặc là bạn bạn mua thêm một cái vài món về chúng ta chế cháo lại để sử dụng cho nó đỡ cái thời gian mà chúng ta đi đây đó vài ngày, hoặc là cả ngày chúng ta đi làm mà chúng ta quên cho cá nó ăn. Thì tất cả cái hệ thống này nó sẽ cài đặt tự động hết, chúng ta không phải lo cái việc là chúng ta phải thường xuyên cho cá ăn ha. Thì trên cái hệ thống này á, mình giới thiệu sơ qua cho các bạn là chỉ có 3 món thôi, 3 4 món thôi. Đầu tiên là cái đồng hồ hẹn giờ. Cái này thì trên các cái shop bán hàng đều có cả. Mà các bạn nên mua cái loại này. Tại cái loại này mình xài nhiều rồi. Nhà mình xài 4 5 cái cho các cái hệ thống khác nhau. Thì cái này rất là tốt. Cái pin nó lâu lắm các bạn. Và cái tuổi thọ nó cũng rất cao ha. Thì cái loại này các bạn xem rồi bạn đặt hàng thì cũng không có mắc đâu. Rồi cái thiết bị thứ hai là cái gọi là cái tua năng á, tua năng quạt á các bạn. Cái tua năng quạt này thì nó bán ở ngoài tiệm điện rất là nhiều ha, rất là nhiều. Thì các bạn mua cái loại tua năng này á, là nó có cái chấu tròn ở sau đây các bạn, có cái lỗ mà nó có cái lỗ vặn gai á, ha, có cái răng á, đó, cho để chúng ta vặn đồ vặn vít vô đó. Nè, các bạn nhìn rõ nè, đây, đây. Đó. Nó có lỗ này nha. Để chúng ta lát là chúng ta sẽ gắn một cái thiết bị tiếp theo nữa. Đó thì các bạn mua cái tua năng này, nó là 220, chạy điện 220. Đó. Cái thứ ba cũng khá quan trọng đó là cái vòng. Cái vòng inox này ở ở ngoài các cái chỗ bán hàng điện, hoặc là mấy cái chỗ mà bán ốc inox rồi đó các bạn, là có cả kích cỡ khác nhau tùy theo cái bình đựng thức ăn cho cá đó. Thì các bạn lấy theo cái nhu cầu đó. Như mình á, mình đang xài cái loại đây nè các bạn đó. Cái vòng này á, là nó chỉnh ra vô được, nó rộng theo kích cỡ ha, thì cái nào cũng được. Mình nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta gắn cái bình này vô đây nè đó. Mục đích nó là để ta gắn cái bình này vào trong cái vòng này đó. Rồi cái cách mà vận hành hoạt động của nó đó thì rất là đơn giản các bạn đó. Thì các bạn chuẩn bị cho mình 3 4 món và một cái hộp hộp điện âm nè. Các bạn mua cái hộp này về các bạn chế lại bỏ nó vô. Rồi thì cái quy trình hoạt động của nó thì các bạn mua cái tua năng đó, nó có cái lỗ này rồi, thì các bạn sẽ chế một con ốc ha, khoan bắt một con ốc vô trong cái vòng inox này nè, rồi các bạn vặn nó vô đây, vặn nó vô cái chỗ này nè, đó, vặn nó vô, các bạn thấy tôi vặn nè, đó, vặn nó vô đây, vặn chừng nào nó chặt tay thôi thôi, ha. Còn cái con ốc này các bạn xiết vô inox đó là bạn dùng keo con voi bạn dán cho nó dính cứng lại vô cái vòng inox luôn, ha. Là cho nó khỏi chạy con ốc. Chứ việc chúng ta là chúng ta chỉ vặn lại cái cho nó dính vô trong cái trục của cái tua năng thôi. Đó, giờ nó cứng rồi đó các bạn. Đó. Thì các bạn sẽ thấy là xong một cái hộp đó, cho làm cái vòng này là chúng ta đặt cái hũ thức ăn cá vào trong đây ha. Đó, tí là chúng ta sẽ thử nghiệm cho nó như thế nào các bạn. Bây giờ mình chỉ các bạn cách đầu tiên là tôi đã gắn cái vòng này vô trong cái tua năng này rồi ha. Thì các bạn sẽ thấy bạn mua tua năng thì có khoan cái lỗ ở đây, khoan cái lỗ qua, khoan cái lỗ qua bên đây ha, đó để xỏ cái trục nó qua. Rồi
Bây giờ chúng ta tôi chỉ cho các bạn cái cách mà chúng ta gắn cái đồng hồ này. Thì có một số anh em biết rồi thì đơn giản, còn một số anh em nào mà mới chưa có xài qua cái hẹn giờ này á thì các bạn sẽ hơi khó, không biết cái nào vô cái nào ra. Thì trên cái này nó cũng có ghi, nhưng mà tôi muốn ghi lại để cho các bạn nhìn rõ hơn. Cái ngõ in và ngõ out ha, thì nghĩa trên cái đồng hồ hẹn giờ nó có bốn cái lỗ. In là cái điện 220 từ ở ngoài mình cắp dây vô đây, như cái đây tôi chế lại 220 nè, đập dây đỏ nè, các bạn thấy không, nó đi vô trong cái hai lỗ này. Rồi out á là bạn lấy ra từ bên tay phải của mình, bạn có hai cái lỗ ra thì bạn lấy out ra ha. Out là lấy ra để đấu vô cái tu năng ha, đấu vô tu năng đó. Như vậy chỉ chúng ta chỉ có ngõ in ngõ out thôi. Còn trên cái đồng hồ này thì chúng ta nó lập trình sẵn tất cả 17, 18 chương trình gì đó. Đó. Thì ở đây mình hẹn chương trình tùy theo cái việc mà cho cá ăn của mỗi gia đình nó khác nhau ha, mỗi người có một ý khác nhau. Ví dụ như hàng ngày tôi cho ăn cá ăn là buổi sáng với buổi chiều, và cái lượng ăn của nó rất là ít, tại cá mình ít thì mình cho cái lỗ này. Các bạn nhìn cái hũ cá nó có nhiều lỗ, thì các bạn nó điều chỉnh cái lỗ là cái lượng thức ăn ra ít hay nhiều đó, các bạn cho nó ít lại, nhiều thì bạn mở rộng ra vậy đó ha. Rồi thì cái hẹn giờ ở đây á là chúng ta lập trình, là nó cho chúng ta lập trình là một 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 phút ha, 1 phút để đổ, ít nhất là 1 phút để nó quay, nó đổ thức ăn xuống đó. Rồi như vậy thì các bạn sẽ cứ cài đặt theo cái hướng dẫn trên cái hẹn giờ này, nó có chỉ cho chúng ta một cái catalog hướng dẫn chỉ cách cài đặt. Ở đây thì cái chương trình cài của nó là nó cho chúng ta cài on off ha. Ví dụ như tôi chỉ cho các bạn đây là on nè, có nghĩa là chương trình 1 này on này, lúc 7 giờ 15 nó cho nó thức ăn nó xuống nè. Rồi tới tôi cho nó ăn 1 phút thôi. Rồi 7 giờ 10, 10 16 phút là nó tự phải ngắt ha, nó off là nó ngắt. Ha, thường nghĩa là đổ thức ăn đúng 1 phút thôi là nó sẽ ngắt, là cái số vòng quay của nó khoảng 2 3 vòng đó, thì nó đổ xuống 3 lượt đó thôi, vừa đủ thôi. Ừ. Thì chiều chiều từ 14 giờ 10 tôi cho nó đổ xuống 1 lần, và đổ đúng 14 giờ 11 là đúng cũng đúng 1 phút là nó sẽ tự tắt ha. Rồi như vậy thì tôi chỉ cài 1 lần vậy thôi ha, có nghĩa là 1 lần vậy thôi là trong 1 ngày nó cứ hai hai cái chu kỳ, nó là 2 lần. Và mình cài trên đây thì mình cài cả tuần luôn ha, có nghĩa là cứ sáng tới chiều, rồi cái ngày nào nó cũng tự động nó sẽ theo cái giờ đó nó hoạt động. Còn nếu các bạn muốn cho nó ăn 2 2 4 6 3 5 7 thì các bạn cũng cũng lập trình trên đây ha, hoặc là các bạn có thể cho nó 1 ngày hoặc 3 ngày sau quay lại cũng được, tùy theo cái lập trình của mình ở đây là chọn ngày nào thì nó sẽ đổ ngày đó ha. Còn cái thời gian mà các bạn muốn cho nó lâu hay là mau á, thì các bạn set thôi ha. Thì nó đơn giản, rất là đơn giản, không có gì khó cả. Ừ. Rồi thì trong cái clip này á thì tôi sẽ chỉ các bạn cách nó vận hành ha. Ừ. Cũng rất là cảm ơn anh em đã theo dõi cái clip này trong cái thời gian qua. Và mình mong rằng các anh em nào có đam mê về công nghệ thì cứ bấm kênh mình chia sẻ, khi mà có cái ý tưởng nào hay mình up lên để cho anh em cùng tham khảo, và chúng ta đóng góp và xây dựng cho cái công nghệ nó hoàn chỉnh hơn. Cảm ơn rất nhiều các anh em đã theo dõi cái clip.